Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh Tuấn Miêu Vlog. Mình là Tuấn Miêu. Mình là Minh Thơ. Thì hôm nay là ngày 27 Tết mọi người. Nói chung là chợ cũng khá là đông rồi, cho nên là hôm nay mình ra ngoài chợ gọi là chợ Tân Thanh, chợ Đình Ruộng, cái bè Tiền Giang. Nói chung là hôm nay mình đi tham quan chợ Tết đó mọi người, cho nên mình ra đây mình thấy cũng khá là đông người, cho nên mình muốn quay lại để gửi những đoạn video này cho mọi người xem. Thì đoạn này là từ ngoài đầu chợ nè mọi người. Đó, vô đây nè, bán khá là nhiều bông hoa Tết ngoài đó luôn. Rồi giải đồ chút xíu mình ra ngoài đó mình sẽ quay cho mọi người xem. Ở đây thì từ ở đây thì có bán dưa mọi người. Đây là dưa Tết, dưa ăn khá là ngọt. Rồi bên đây thì có dưa chưng mọi người, dưa vàng nè. Dưa chưng này đẹp quá ha. Mọi người thấy cái đống dưa này là mọi người ngon Tết rồi đúng không? Thấy đống dưa là hay Tết rồi đó. Ăn dưa hả? Ăn dưa không? Ăn dưa không? Bán dưa, dân bán dưa gì mình lắm. Thấy dưa ăn hả? Nguyên cái con đường này bán khá là nhiều dưa mọi người. Bên đây thì có dưa tròn chân. Xã mình gọi là xã nông thôn mới Tân Thanh. Đây có anh này anh vẽ thư pháp lên trái dưa nè mọi người. Cái này mình vẽ keo xong mình gắt kim tiến lên ha. Dạ đúng anh. Ồ. Xong chưa? Giờ em quay cái đoạn này coi. Ồ. Ghê ghê. Đứng miêu. Ồ. Sau này lại cái nước trời. Ủa ở đây mà. Quê ở đây mà. Dạ quê nhà em đây mà. Rồi rồi rồi. Anh nhã đi. Nhã nữa. Rồi chữ gì? Chữ gì vậy? Phát. Phát tài hả? Phát tài. Ồ, đẹp quá. Quá trời dưa luôn rồi, rất là nhiều dưa. À, chắc là sạp này. Sạp nào? Sạp này cái gì? Ừ. Bên đây mà. Hả? Thôi không có tiền. Ở đây là cái dạ cầu Gạch Ruộng mọi người. Bên đây là phía dạ cầu Gạch Ruộng. Cũng có bán nhiều bông lắm á. Ở đây bán chén bình ly đồ rất là nhiều. Đây chỉ... đi ra đó cũng có bông luôn á. Chỉ mọi người ở đây nè, quán hủ tiếu cực ngon, ngon nhất ở thành phố Gạch Ruộng nha mọi người. Quán hủ tiếu gõ mình rất thường ăn ở đây, cũng rất là khá là nhiều người biết đến cái quán này. Mọi người có dịp đến đây thì mọi người ăn hủ tiếu ở đây, chỉ bán vào buổi chiều thôi. Tầm... nó cũng ngang ngửa bà sẵn á. Phải không? Không có lâu đời nhưng mà sẵn thôi, nhưng mà cũng đông vậy đó. Đỉnh gì? Đỉnh lắm. Bây giờ mình sẽ vô chợ coi thử nha mọi người. Nãy giờ mình ở ngoài cái đường ngoài thôi. Cái đường ngoài đây thì người ta bán dưa thôi hả? Ngoài dưa thì không có cái gì hết. Bây giờ mình sẽ thử vô trong cái đường chợ nè mọi người. Như là người ta chia khu ra mọi người. Là một khu thì sẽ bán bông.
đây có rất là nhiều bông nè, khô nè. Đây là chợ Tân Thanh. Đây là chợ Tân Thanh cái bè Tiền Giang nha mọi người. Ở đây thì nói chợ Tân Thanh thì ta có thể là ta không biết, nó gạch ruộng đó. Cái gì á? Cái dưa. Cái dưa đâu? Cái dưa gì chút xíu vậy? Lớn vậy mọi người. Dưa gì chút xíu gì phải như dưa. Tại vì mong ngủ quả không người ta. Cái bưởi gì không ơi? Dưa. Cái bưởi. Đi ra là. Đây nè, đây có nè. Đây có nè. Cái dưa gan. Cái dưa gan. Ủa sao nó nhỏ vậy? Ủa sao mà nó nhỏ quá vậy? Dưa hoàng kim thì nó nhỏ vậy đó. Dưa hoàng kim này nó cỡ này nó to. Ủa vậy hả? Chứ mà thì không. Ồ, rồi cái dưa hoàng kim là dưa dạng ha. Dạ. Dạ. Tưởng đâu dưa gan không chứ nè. Không phải dưa gan mà cũng không phải dưa hấu. Nhưng ủa, mà nó cái này là dưa hoàng kim. Cái dừa đó quét luôn rồi. Cái dừa đó quét luôn rồi. Dạ. Nó chỉ cây luôn nè. Đi đâu? Đi đâu? Hôm nay là 27 Tết mọi người. Chợ Tết mà mình đi hình như hơi bị sớm rồi. Mình đi vào ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có lẽ sẽ là vui hơn. Đông. Ừ. Hôm nay nó chưa có đông gì mấy mọi người. Hôm nay Tết dài thêm ngày á mọi người. Có 30 nữa nên là. Cái gì? 30 là ta đúng rồi đó. Đúng hả? Ừ. Vậy là năm đủ hả? Nói gì hả? Đủ là 30 là dư ra. Để mình kể tên sơ sơ mấy cái trái ở đây đang bán cho mọi người. Bắp nè, dưa leo nè, đu đủ nè, cái dư nè. Cái trái này nè. Cái dư là cái trái màu vàng vàng, nó sẽ dư ra một chút xíu như nè, như cái bàn tay ngón tay vậy đó. Đó, dư bằng kim. Ê, nhưng mà dạ dạ thắc mắc, dư bằng kim là dư, nó là dư gan, dư hấu là... Dư gan, cái sao dư hấu được. Cái là dư bằng kim. Ở dưới cũng còn một đoạn nữa mình. Thôi mình đi về quay lại mọi người. Càng về sau nó càng vắng rồi. Nó vắng như lại cũng có những cái món này, những cái trái cây với bông hoa thôi chứ không có gì khác hết mọi người. Chỉ có đặc biệt ở trên cái đầu trên thì họ bán dưa. Bông. Quay vậy cái tự nhiên nó kêu tấm luôn. Ừ, kỳ vậy. Không hiểu luôn á. Ở đây là cái trên khúc đầu chợ mọi người, bông ở đây rất là nhiều. Nghe nói mấy ngàn cây á. Dạ. Mấy ngàn cây là mấy ngàn chậu bông kia kìa. Bông gì? Bông bông mà để chim đó, cái chậu á. Đó, bây giờ mình sẽ ra cái sạp dưa ở chỗ dưa, cái sạp hồi nãy mọi người. Ăn dưa. Đi ăn dưa. À, mọi người biết sao không? Dưa nó là dưa hai vườn nó bao luôn á. Cái bầu ơi. Hai bán một phát hả? Bà giá hả? Dạ. Chưa, nó 1, 2, 3, ác sành là xẻ rồi. Ê, đó làm gì ạ? 1, 2, 3, xẻ. Đó. Quay luôn. Quay ra, quay luôn. Rồi, quay ốc chưa cấp. Đó. Wow. Dù trái nhỏ nhưng mà. Đây. Rồi, mà
Dạ mày đang gặp mày anh YouTuber thưởng thức này, đánh giá. Đánh giá thực tế. Vô nhà chồng. Đây mọi người. Vô nhà chồng tự quán, không muốn nhân viên, mời bạn ăn nha. Ăn đi sao không ăn? Không có vô nhà chồng không ăn. Sao mà chú vô ăn? Trời ơi, bỏ thuốc nữa không trời. Wow. Rồi mời mọi người nha. Dạ. Vĩnh Long Sa Đéc không còn trái dưa. Mới bữa nay đầu chợ mà Vĩnh Long Sa Đéc không còn trái dưa nữa chứ. Chở bển liền không ơi. Lấy xe chở liền. Cái chung dưa mới cắt rồi mọi người. Nó tươi. Còn đây. Ừ. Dưa đi con. 15-17 dưa mới cắt luôn á. Dạ. Dưa nè. Gì? Có dừa này ăn luôn cái vỏ đâu có giật đâu. Ăn như heo vậy không? Ừ. Đây dưa vàng nè mọi người. Đang lựa dưa vàng nè. Dưa này mới cắt xong ra nó cái cuốn nó còn tươi, nguyên cái dây nó còn tươi đó mọi người. Đây mọi người, thì cuối cùng mình cũng đã mua được một cặp dưa rồi mọi người. Được hai trái dưa mình về mình ăn Tết. Ủa bé Phong chào nha mọi người. Đây là cái em cắt nha mọi người. Cái đội hình bán dưa. Em cắt. Hello mọi người. Em cắt. Rồi rất cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này nha. Mọi người thấy hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe. Và đi chợ thì nhớ sắm dưa về chưng Tết nha. Bye bye. Come on, guys.